thấy được một cây quế này. Một cây quế ở trên cái cây này. Ờ, mấy xưa chị nào. Nhá tế bạn. Một cây quế ở trên cây này nhá. Ui, cây này cực kỳ rộng. Không nhìn thấy được người ở trên. Các bạn hãy xem cây quế nó có đẹp không. Đây các bạn, cây quế xuống rồi nhá. Đây hơi nhỏ tí nhưng mà khá đẹp. Rồi, ôi giời ơi, ở trên cao phơi nắng kìa, nó hơi vàng vàng. Ôi giời ơi, cũng khá là đẹp nhá. Quế này, ôi giời ơi. Rồi mình cắt đi nhá, lại đi kiếm tiếp. Vừa mới bước vào rừng là được một cây rồi, cũng khá là ok, khá là xinh xắn. Cây này cũng khá đẹp này, cây này ăn đây hơi nhỏ nhưng rất là đẹp. Được, mình một rè 5-6 cây này. Đây, một cây nhỏ nữa. Cũng rất là ok nhé. Đây, một cây nữa. Quế rất rất là đẹp. Đây, 3 cây đây. Quế lướt này. Ba cây này thì không được đẹp lắm, nhưng mà cứ có hàng là ok. Rồi ba cây nhá. Đây này, nó sắp nở hoa rồi nhá. Đấy. Đây này, sắp ra hoa rồi. Còn cây này, cây này là cây lúc nấy. Cái đường này mới lấy được nhé, khá là đẹp. Vừa mới tới nhá, vừa mới làm xong cái chòi đây. Vừa làm xong cái chòi đã lấy được mấy cây quế rồi, cũng khá là may mắn nhé. Nhưng mà không biết đi lúc mà đi kiếm thì có nữa không, nhưng mà vừa đến đã có rồi. Đây, cũng khá là đẹp nhé. Đấy. Quá cao luôn. Đó, người trên bây giờ cũng có khá là nhiều quế nhá. Các bạn hãy theo dõi xem mình lấy được xuống hay nó có đẹp không nhá. Theo mình ở đây nhìn thấy thì cũng khá là đẹp. Ôi giời, khá là cao luôn. Các bạn hãy theo dõi xem nhá. Vừa lượn xong lan nhá. Làm cũng khá đẹp nhá. Đây hai cây này. Đây là đống vừa lượm về nhá. Đây. Cây này này. Ôi giời, khá là đẹp nhá. Trời ơi, cây này cực kỳ đẹp nhá. Đẹp chưa? Cây này nếu từ trên cao xuống thì nó hơi bị ngọn ngọn nó với một tí rồi nhé. Ôi trời ơi. Đây, 4 cây này, cực kỳ đẹp. Cây này này.
đẹp chưa? Ôi rồi, quay trong điện thoại nhìn nó không đẹp mấy. Cái này thì cũng không đẹp mấy. Cây nhỏ là mới đẹp này. Cây nhỏ hơn là đẹp hơn. Ôi rồi, 2, 4, 5 lá ấy. Cực kỳ đẹp. Bên này còn cây nhá. Mình đi lượm cây bên này nhá. Toàn là khe đá hết nhá. Ôi dồi ôi, rớt một cây bên này nhá. Ôi dồi ôi, ở đây này. Đó đó đó. Thế nha, buộc lại thành một bó cho nó dễ mang nhé. Dễ cần khe bên người. Cực kỳ đẹp nha.